Xiaomi trong vài năm trở lại đây đã trở thành một hiện tượng mới trong làng di động toàn cầu về một công ty khởi nghiệp còn non trẻ, nhưng lại trở thành mối đe dọa lớn cho cả Apple và Samsung. Những sản phẩm Xiaomi ra mắt luôn tạo ra cơn sốt tại thị trường đông dân nhất thế giới và từng bước một giành lấy ngôi vương từ tay Apple. Báo chí thế giới còn tặng Xiaomi danh hiệu Apple của phương Đông. Mặc dù là hàng xóm của Trung Quốc, nhưng những người yêu công nghệ Việt Nam vẫn phải mua sản phẩm của hãng bằng đường sách tay vì Xiaomi chưa chính thức phân phối tại nước ta. 5 lý do khiến bạn phải chọn thiết bị này sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Dù thiết kế bị ảnh hưởng nhiều bởi các sản phẩm của Apple, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sao chép. Xiaomi có sự cải tiến lại thiết kế cho phù hợp hơn. Mặt trước của máy là màn hình rộng 5 inch bằng kính thường. Logo Xiaomi nằm gọn gàng ở góc trên bên trái. Kế đến là cảm biến, loa thoại và camera trước có độ phân giải 8MP. Góc phía dưới là dãy phím cảm ứng và một đèn LED nhỏ nằm ngay phía dưới phím home. Tuy có màn hình rộng 5 inch nhưng máy có kích thước rất gọn gàng nhờ vào viền mỏng và cách bố trí rất hợp lý. Điểm duy nhất khó hiểu là vị trí của chiếc đèn LED, nó sẽ phù hợp hơn nếu được đặt ở phía trên màn hình. Xiaomi Mi 4 có khung viền bằng kim loại, bo tròn nhẹ ở 4 góc được gia công rất tốt và độ thẩm mỹ cao. Phím nguồn và âm lượng lật làm bằng kim loại, ở cạnh phải rất nhẹ và có độ đàn hồi tốt. Cạnh trên có sắt cắm tai nghe 3.5 và cổng hồng ngoại. Cạnh dưới là cổng sạc micro USB bị đẩy lệch hẳn về bên trái nên máy chỉ còn lại một dãy loa bên phải. Máy cầm rất chắc tay, không quá nặng dù có trọng lượng pin khá khủng 3080mAh. Nhìn tổng thể, thiết kế của Mi 4 vừa mang nét trẻ trung, vừa có chút sang trọng nên phù hợp với nhiều người dùng. Màn hình của máy không phải dạng vừa đâu nhé. Máy có màn hình IPS LCD 5 inch với độ phân giải Full HD 1080x1920px. Máy cho màu sắc hiển thị tươi sáng, sắc nét và ít bị lóa khi sử dụng ngoài trời. Góc nhìn khi sử dụng cũng rất rộng, sẽ giúp người dùng có thể quan sát tốt hơn khi xem phim hoặc là chơi game. Thông tin về cấu hình và phần cứng của máy cũng khiến bạn phải yêu thích sản phẩm. Máy có CPU Qualcomm Snapdragon 801 với 4 nhân, tốc độ 2.5GHz, GPU Adreno 330 và bộ nhớ RAM là 3GB. Khi mà các thiết bị cùng tầm giá chỉ có vi xử lý tầm trung thì Mi 4 sở hữu trong nó một vi xử lý của các thiết bị cao cấp và thanh RAM 3GB vượt trội. Máy chạy hệ điều hành Android 4.4.4 cùng giao diện MIUI version 6 được tùy biến sau, trông đẹp mắt và giúp thao tác sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, máy cũng có cả kho chủ đề bao la cho bạn thỏa sức lựa chọn. Một điểm khác mà đánh giá cao ở Xiaomi là họ đã có danh sách những người góp phần xây dựng nên giao diện MIUI trong phần cài đặt. Và như các bạn thấy, có cả người Việt Nam nữa nhé. Máy cũng không bị cài đặt nhiều phần mềm mặc định, đa phần chúng đều hữu ích. Ví dụ như là phần mềm điều khiển các thiết bị bằng đèn hồng ngoại, giúp chúng ta điều khiển TV, quạt hay cả máy lạnh nữa nhé. Điểm trừ duy nhất là máy vẫn chưa được hỗ trợ giao diện tiếng Việt, nhưng phiên bản MIUI V7 sắp ra mắt sẽ hỗ trợ tiếng Việt nên bạn không cần phải quá lo lắng. Điểm hiệu năng AutoTu của máy khá cao và khoảng 34.000 điểm đã chứng minh khả năng hoạt động mượt mà và trơn tru của máy. Khi chiến game trên Mi 4, bạn chắc chắn sẽ bị thuyết phục. Không chỉ dừng lại ở việc chơi được các game nặng, trải nghiệm game Alpha 8 hay là Modern Combat 5 trên Mi 4 thực sự tuyệt vời. Camera trên Mi 4 không có gì phải phàn nàn, với camera trước là 8MP, giúp bạn có thể tha hồ tự sướng để làm kỷ niệm trong những chuyến đi chơi cùng bạn bè. Camera sau 13MP với khẩu độ f1.8, giúp ảnh chụp rõ nét và giảm nhiễu trong điều kiện ảnh sáng yếu. Máy lấy nét rất nhanh và chế độ chạm lấy nét hoạt động rất chính xác. Mình hoàn toàn có thể lấy nét theo ý muốn của mình. Như các bạn có thể thấy, cùng với một chiếc bút nhưng chỉ với 2 lần chạm, mình đã có 2 vị trí lấy nét hoàn toàn rõ rệt và phân biệt. Lưu ý là có vài phần mềm hỗ trợ việc lấy nét kiểu này, nhưng mình đánh giá dựa trên phần mềm mặc định của máy có sẵn, chứ không đánh giá bằng phần mềm được tải về. Phần mềm chụp ảnh mặc định của máy đơn giản và rất dễ sử dụng. Những tùy chỉnh bị ẩn vào bên trong dành cho ai yêu nhiếp ảnh di động. Khi mở ra, chúng ta có vô vàn tùy chỉnh khi chụp, độ nhạy sáng, thời gian phơi sáng, tiêu cự lấy nét, v.v. Hoàn toàn điều chỉnh được, không khác gì Luma RAW camera vốn nổi tiếng vì khả năng tùy chỉnh cao. Khả năng chụp ảnh trước lấy nét sau cũng hoạt động hiệu quả và chính xác, và sẽ là thiếu sót lớn nếu không nói về khả năng quay phim của máy. Khi các máy khác chỉ dừng lại ở quay phim Full HD thì camera sau của máy hỗ trợ quay phim độ phân giải tận 4K. Dù khi xem trên màn hình máy thì độ phân giải Full HD hay 4K đều không có khác biệt gì mấy. Nhưng độ phân giải 4K phát huy sự lợi hại trên các màn hình lớn như là TV, máy tính để bàn. Ngay cả khi bạn không có TV màn hình lớn thì độ phân giải 4K cũng sẽ giúp bạn có được những thước phim kỷ niệm rõ nét và chi tiết để nhiều năm sau xem lại chẳng hạn. Tất cả những gì mình có thể nói về Mi 4 chỉ có hai chữ tuyệt vời: thiết kế đẹp, pin khủng, cấu hình tốt, camera không chê vào đâu được và trải nghiệm khi dùng cực thích, là 5 điểm khiến tất cả chúng ta muốn sở hữu ngay chiếc Xiaomi Mi 4.
Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like và nhấn subscribe kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những thông tin công nghệ nóng hổi nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.